nay cha mình làm cá tối rồi, bữa nay nhiều cá quá. 20 ký lận. Làm bằng lưới à? Sàng bằng lưới à? Sao á? Rồi. Đó, giờ bể hết bụng rồi nha các bạn. Đợi lên trên rửa bằng nước sạch nữa là xong. Đợi lên trên rửa lại nước sạch nữa là đem đi ủ. Chắc gần hết pin này. Nha mũi cắn. Chưa. Đây là mẻ cuối nha các bạn. Rửa xong mẻ này rồi lên trên rửa lại nước sạch lại. Khoảng 40 phút cha tập tạ dưới sông thì cha mình đã được lên bờ nha. Ok, giờ đây, giờ rửa qua nước sạch. Giờ mình sẽ rửa, chia ra làm hai lần rửa nha mọi người. Mình rửa nhiều quá lửa không kỹ, không sạch. Sẽ tiến hành lựa ha mọi người. Thì bây giờ mình thấy cái chấu nè. Thì lúc này mình sẽ lựa ra mọi người. Đó. Mình vớt chấu ra. Rồi những con cá mà nó nổi lên mọi người thì nó còn bong bóng. À nó có số con thì nó sạch ruột rồi, nó còn bong bóng thôi. Còn số con thì nó chưa có bể như con này nè. Thấy không? Nó chưa có bể ruột nè. Lý do là mấy con này là con cá đực ha mọi người. Bụng của nó xẹp lép, nó bằng phẳng, nó không có trứng nha mọi người. Thì nó khó lắm, khó bẻ, mình chà cái nào thì nó cũng còn sót hết. Giờ mình sẽ vớt lên một bên. Giờ mình vớt đây nè. Mình vớt kể cả chấu luôn, vớt cho sạch lên. Đó. Cho nước nhiều chút để nổi lên để vớt. Mình vớt lên mình để làm lần hai mọi người. Mình sẽ xử lý mấy con mà nó bể bụng trước. Xong mình sẽ quay lại làm này cho nó bớt
chút. Thì mình cứ quậy lên thôi mọi người. Khi nào nó hết nó nổi là nó lên là nó bể hết rồi mọi người. Cái con nằm ở dưới nó đều bể hết thôi. Rồi cá lồng tông nó cũng có bong bóng mọi người. Nó nổi được, mấy con sống nó nổi trơn chưa, bể bụng nó nổi chưa. Xong mọi người. Đây nè, thảm bổng này, này là một nước nè. Coi dừng lại chút nữa. Rồi bây giờ mình sẽ vớt cá mọi người, vớt cá ra rửa lần hai ha. Mình sàng về đó để cho nó mấy cá nó bị dập đó mọi người. Nó sẽ ra theo cái lỗ gỗ này nè, mình chỉ lấy cá xác bự thôi. Còn mấy cá mà nó bị dập nát thì được bỏ. Rồi mình rửa chừng nào mà thấy nước nó trong mọi người mới được, mới nghĩ được thôi. Còn đỏ này đục là cứ rửa hoài. Làm cá này rất là tốt nước đó mọi người. 20 kg cá tốn cỡ 200 lít nước. Mình sẽ sàng lấy lần trước. Lần này xong là nó muốn hết rồi. Mọi người thấy không? Đó. Cái cá mà nó bị dập nó sẽ ra theo cái lỗ gỗ này. Mình sẽ rửa lần nữa này. Này nước nó trong hơn rồi đó. Cho mình bẻ lên bóng. Tiếp tục mọi người. Cứ làm hoài vậy. Cái nào sạch thôi. Con nào mới còn cái người xuống nặng mọi người. Nó còn 2-3 con nè. Mình rửa 3-4 lần nó sẽ hết. Cái con này bể rồi nè mấy người. Con này bể rồi nhưng mà bể bụng rồi nhưng mà còn bóng bóng. Rồi tiếp tục con 2. Còn 3 chứ. Dừng chút nữa. Rồi giờ mình sẽ qua nước sặc rồi, phải là nước mưa mà. Rồi mình qua nước sặc. Tại vì mắm mình không có làm nước mưa được. Làm nước mưa nghe nói nó bị hư sao đó mình không biết. Mình nghe ông bà kể lại vậy. Giờ mình sẽ kiểm tra mọi người. Thì trong tất cả những cái con này nó còn nổi đó là nói chung là nó bể bụng hết rồi nè. Do nó còn bong bóng không sao nè. Cái con này cũng bể hết rồi. Mà mình nhìn không bể là mình biết mình phải bắt nó lên mình bóp nó. Giờ cái con này là bể hết rồi. Dưới mình rửa thôi. Tại dưới mình chà rất là kỹ mọi người. Chà rồi mình cũng kiểm tra sơ sơ rồi. Rồi qua đây nãy mình vớt vỏ rồi. Thì mình vớt nó cái phần nổi nãy, mình chưa có làm lại để riêng chút nữa mình làm. Bây giờ mình sẽ làm lần nữa mọi người. Rửa bằng nước sạch một lần nữa là 4 lần đấy. Nước mưa 2 lần, nước sạch 2 lần là 4 lần. Lần này là mình sẽ đem vô gỗ mọi người. Rồi mình sẽ rửa thêm một lần nữa ha.
lấy gỗ rồi mình sẽ bơm vô gỗ lần nữa để cho nước nó chảy xuống luôn. Chung trong tất cả các loại mắm chỉ có mắm Thăng Long mà làm sạch nhất thôi này. Tại vì thời gian ăn của nó mình làm có 2 tháng ăn rồi. Đó mình phải làm được cho nó tanh. Mình sẽ để trực tiếp trên đây làm nữa. Rồi vậy để cho ba cái nước đục nó chảy xuống dưới luôn rồi. Nó đi ra luôn rồi, nó sạch luôn rồi. Nó còn bám trên cá nữa. Thì mình chỉ quay cho mọi người xem như vậy mọi người. Cái cách nó là cá vậy thôi. Mình sẽ băm cái này ra nè. Để cho nó nước nó chảy xuống nhanh mọi người. Thì tầm khoảng 1 tiếng nữa mình sẽ vô muối ha. Bây giờ cá của mình ráo nước rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ trộn muối ha. Mình sẽ để lên cân rồi. Cân bao nhiêu ký mình mới biết lượng muối. Bao nhiêu ký? 15 ký còn 14 ký mà. Mình sẽ bỏ muối vô. Ký ký 800 gram. Xong rồi thì mình để 2 đêm nữa mình mới vô thính nè. Rồi bữa nay mình hết xô muối Thăng Long rồi. Mình sẽ rải thêm một lớp muối bên này. Mình sẽ rải thêm lớp muối trên rồi. Thì trên mặt này nó ít muối. Mình hẹn cả nhà 2 ngày nữa mình quay cho mọi người xem tiếp ha. Xin chào cả nhà.